Hello, xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Tom Mobile. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách đưa cái My Computer hay là ở trên Windows 10 như là Zip Computer ra ngoài màn hình hay là chính là ra ngoài màn desktop ấy. Thì mặc định ở Windows 10 nó sẽ không có đâu. Sau khi mình cài Win xong thì nó sẽ không có. Mình thì mình dùng quen rồi, mình hay dùng cái phím tắt đó là Windows E để mở ra cái cái file Explorer này này. File Explorer này thì mình mình không hay dùng cái uh, Zip PC lắm. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách đưa cái Zip PC ra ngoài Desktop. Mọi người cũng có thể là kích của đây này. Chọn là pháo nhỉ? Không có. ờ không nó không giống Win 7 nhỉ? Đây mọi người kích chuột phải vào này. Chọn cho mình cái mục là đây. Uh, personal này. Đấy, Personal chọn cho mình cái mục là đầu ở đây showing desktop icon đó desktop icon ơ không phải à? cái này là mục gem nhầm 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 và mục gem mới đúng <laughs> lâu không đưa ra cũng quên đã và mục gem này xong rồi mục chọn mục là desktop icon setting này lâu mình không đưa mà mình quen dùng phím tắt rồi mọi người ạ à. đấy thì nó mọi người kích vào cái mục desktop icon setting này mọi người chọn cho mình vào cái mục là computer này mọi người thích cái con Panel thì mọi người chọn con Panel này mọi người thích network mọi người chọn network này rồi ấn apply ấn ok thì như vậy là nó sẽ ra được cái những cái này mình thì mình hay dùng quen cái Windows E hoặc là Windows D đấy E D đó ok thì việc đưa cái mục My Computer hay là cái pc ra để dùng cho nó tiện lợi như thế này nó khá là dễ trên Windows 10 thì mình xin kết thúc video tại đây à, các bạn xem video cho mình một like một đăng ký kênh nhớ bấm chuông để ủng hộ mình nhé xin cảm ơn mọi người nhiều xin chào mọi người và hẹn lại bye bye